Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch, 23 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hồ Chí Minh cùng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức thành công chương trình văn nghệ Quần chúng mang tên Tiếng hát từ thành phố mang tên người tại trường đại học Songsil, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Tiếng hát từ thành phố mang tên người, một chương trình văn nghệ đặc biệt được tổ chức tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Với những tiết mục biểu diễn đặc sắc, đậm chất truyền thống dân tộc, đoàn nghệ thuật đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã mang lại cho gần 500 khán giả những giây phút xúc động, gợi nhắc tình cảm quê hương của những người con xa xứ. Rất là hấp dẫn, đem lại cho chúng tôi nhiều cái cảm giác là nhớ về quê hương, nhớ về đất Việt. Chúng tôi xuất hiện ở đây không chỉ là với tư cách là những nghệ sĩ đem đến những cái giá trị giải trí thông thường, mà là chúng tôi mang đến một tình cảm ấm áp của thành phố Hồ Chí Minh, của Việt Nam đến với kiều bào. Và còn hơn nữa là chúng tôi đem đến để giới thiệu với các bạn ở Hàn Quốc những giá trị tinh thần, giá trị văn hóa và nghệ thuật của dân tộc Việt Nam. Đại diện cho cộng đồng người Việt tại đây, ông Trần Hải Linh cũng bày tỏ sự xúc động đến sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện quyết tâm giúp cộng đồng phát triển bền vững, gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam. Tôi hy vọng là mang đến cái chương trình này giúp cho những người con Việt Nam sống tại Hàn Quốc vơi nỗi nhớ quê nhà, cũng như bản sắc văn hóa Việt Nam, và cũng để giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam với cả bạn bè Hàn Quốc. Cũng trong chương trình, đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có lời cảm ơn sâu sắc tới sự đóng góp của kiều bào tại Hàn Quốc đối với quê hương. Tiếng hát từ thành phố mang tên người là món quà dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu nhân chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 23 tháng 5 vừa qua. Trong chuyến thăm kéo dài một tuần này, đoàn đại biểu của Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có buổi hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, gặp gỡ làm việc với một số bộ ngành và các tập đoàn của Hàn Quốc.